rồi, thế hôm nay còn hỏi bánh mì nhà mình đâu? Hôm nọ bố ăn nữa đây, bố ăn rồi, còn một ít thì hôm qua con ăn rồi thầy. Cả một cái ở đâu? Sáng hôm nay bố ăn, bố đi làm rồi, còn một ít thì chiều con đi học về con ăn. Vào đi để mẹ làm việc. Ừ, đi vào đi.